Đây là một cái loại dây rất tuyệt vời cho quý anh chị mình, những ai muốn ổn định huyết áp, nhất là người già. Nó giúp cho chúng ta thông mạch máu, phòng sơ vữa động mạch. Và nếu như chúng ta đang bị sơ vữa động mạch thì chúng ta có thể sử dụng loại dây này, nó có thể giúp chúng ta thông được cái mạch máu chúng ta. Ngoài ra nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta giải độc gan, phòng và trị những cái chứng mà nóng cơ thể, mất ngủ. Nó giúp thanh nhiệt và giải độc gan rất tuyệt vời. Thì đây là loại gì? Đây là cây chè vàng. Hoa của nó đây. Hoa của nó đây. À, đây là một cái chỗ nhỏ nhỏ mà Hải trồng một số cái cây cây thuốc bảo tồn. Và có thể quay trực tiếp cho cô bác chị mình tham khảo ha. Chè vàng, đây cái lá của nó đây. Chè vàng này có 3 loại ha. Hải sẽ chia sẻ từ từ, cô bác chị mình có thể tham khảo ha. Cách sử dụng nó thì như cái tên của nó thôi, sử dụng như chè. Rất đơn giản, cho nên Hải sẽ tập trung vào chia sẻ những công dụng của cây chè vàng này. Đây, lá của nó đây, quán chìm nhìn kỹ ha. Mặt trên và mặt dưới đều láng ha. Lá của nó như thế này. Hoa của nó màu trắng như thế này. Đó, dao động từ 5 đến 7 cánh ha. Hoa của nó mọc thành chùm. Đây, mọc ở nách lá thành chùm như thế này. Đây, chè vàng ha. Bộ phận sử dụng là toàn thân. Toàn thân, lá và thân như thế này. Loại này là dạng dây hay bò ha. Thì chè vàng thì nó có 3 loại. Một, đây là chè vàng lợ xẻ nè. Chè vàng này thì công dụng cao nhất ha. Và phổ biến sử dụng nhiều nhất. Chè vàng trâu là lá lớn hơn. Đây, hay cũng khó trồng. Cho cô bác anh chị mình tham khảo đây. Đây, chè vàng trâu đây. Lá của nó bự lắm. Đây, hãy sẽ kiếm một cái lá. Đó, chè vàng trâu ha. Hãy sẽ kiếm một cái lá hay chia sẻ cho cô bác anh chị mình ha. Ở đây, chè vàng trâu. Hãy ngắt một cái lá này. Đây, đây là chè vàng trâu đây. À, loại này thì nó công dụng nó thấp ha. Đây là chè vàng xẻ. Đó, đây. Chè vàng trâu này công dụng rất thấp ha. Cho nên là thường không sử dụng ha. Còn một loại chè vàng nữa, đó là chè vàng núi. Chè vàng núi đó thì công dụng nó cũng giống như chè vàng trâu. Và khi chúng ta khai thác thì nó rất là hiểm trở và có khó khăn, cho nên là người ta cũng không có khai thác. Thường người ta sử dụng cái chè vàng xẻ này để người ta điều trị bệnh, để uống, để phục vụ cho sức khỏe ha. Rồi, hãy sẽ đi sâu vào những cái công dụng ha. Thứ nhất á, là nó điều hòa được huyết áp này, hỗ trợ điều trị huyết áp cao này, và cái những cái bệnh tim mạch này. Bởi vì trong cái chè vàng này nó chứa rất là nhiều cái chất chống oxy hóa rất là cao, khả năng nó có khả năng giúp đỡ và ổn định thành mạch cho chúng ta. Từ đó nó ngăn ngừa được những cái vấn đề là bị cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ này. Nó bảo vệ được cái hệ tim mạch cho chúng ta. Ngoài ra thì nó còn thải ra những cái cholesterol xấu dư thừa trong máu chúng ta, nó ngăn chặn sơ vữa động mạch có thể xảy ra. Công dụng thứ hai của cái chè vàng này là nó có thể hỗ trợ chúng ta giúp thanh nhiệt và giải độc gan cho chúng ta rất là tốt. Nó giúp chúng ta ăn ngủ ngon. Ăn ngủ ngon, chữa mất ngủ và chán ăn. Đó. Cô bác chị mình muốn có cái loại chè này thì chúng ta tìm mua ở trên mạng ha, giống ha, Hải cũng mua trên mạng thôi. Đây, nó đây. Rồi, ngoài ra thì nó còn có thể giúp chúng ta phòng ngừa được ung thư. Vì tác dụng của chè vàng này, nó phòng ngừa được một cái số vấn đề đó do các hoạt chất chống oxy hóa rất mạnh ở trong cái chè vàng này. Cho nên là nó ngăn ngừa và nó chống lại được những cái gốc tự do gây hại cho tế bào. Nó ngăn ngừa việc hình thành ung thư, loại bỏ chất độc hại ra khỏi cơ thể chúng ta. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, cho nên rất tốt cho người bị tiểu đường. Vì nó có khả năng là nó kích thích cơ thể sản sinh ra cái insulin để điều chỉnh lại lưu lượng đường huyết trong máu chúng ta luôn ở mức ổn định. Do đó thì cái bệnh tiểu đường sẽ được thuyên giảm ở thời gian sử dụng cái chè vàng này. Ngoài ra thì các chị em, phụ nữ mà bị kinh nguyệt không đều thì khi uống chè vàng này thì nó sẽ giúp điều hòa kinh nguyệt, hoặc là ở với lại những cái người, những cái bé mà mới dậy thì hoặc đang trong thời kỳ mãn kinh của các cô thì khi mà chúng ta lấy chè vàng này thì chúng ta sử dụng làm chè uống thì nó rất rất là tốt ha. Rồi, ngoài ra thì nó sẽ chữa về các bệnh về răng miệng, ví dụ như là chúng ta bị nhiệt miệng rồi đó
thì nó cũng sẽ hỗ trợ ha, và hôi miệng rồi đó. Đặc biệt là khi chúng ta uống trà vàng này thì nó sẽ giúp lợi sữa, và những người nào sau sinh đẻ bị tắc tia sữa thì nó cũng sẽ thông tia sữa cho chúng ta rất là tốt. Và nó sau khi sinh thì nó, khi mà chúng ta sử dụng trà vàng này thì nó sẽ ngăn ngừa được cho chúng ta những cái vấn đề viêm nhiễm sau sinh ở các chị các cô ha. Đặc biệt thì nó sẽ giúp chúng ta khi uống trà vàng này mỗi ngày thì nó sẽ giúp chúng ta là trị mụn và làm lành các vết thương rất là hiệu quả đó. Khi mà chúng ta muốn giảm cân thì chúng ta uống trà vàng này thì nó cũng sẽ giúp giảm cân cho chúng ta rất là tốt. Khi mà chúng ta bị áp xe tiếng vú thì khi mà chúng ta uống trà vàng này thì nó cũng sẽ hỗ trợ chúng ta. Rồi những người nào mà bị đau bụng kinh, rồi chậm kinh, trễ kinh thì chúng ta uống trà vàng này nó cũng sẽ điều hòa cho chúng ta rất là tốt đó. Bây giờ Hải sẽ chia sẻ cho quý anh chị mình cái cách mà để chúng ta có thể uống cái trà vàng này. Hải sẽ ngắt một cái nhánh này có hoa để Hải demo cho quý anh chị mình ha. Đây, rất là tuyệt vời. Và đây là cái cách để chúng ta có thể hỗ trợ khi uống, chúng ta uống trà vàng ha. Thì như Hải đã chia sẻ, đây trà vàng đây, trên đầu Hải này đó. Hải trồng nó mọc ở trên cái hàng rào như vậy đây. Thì chúng ta sử dụng tươi cũng được và khô cũng được. Khô thì chúng ta sử dụng là 50g khô, tươi thì 100-120g tươi. Nếu tươi thì chúng ta ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo và bỏ vào một cái bình. Hoặc khô thì chúng ta sẽ bỏ vào một cái bình. Hai cách này nó pha hơi khác nhau, hãy chia sẻ từng cách ha. Rồi, nếu tươi thì ngâm qua nước muối loãng, rửa qua nước sạch, rồi chúng ta bỏ vào bình. Chúng ta dò hơi dập dập một chút. Rồi, và chúng ta sẽ nấu 1 lít nước sôi và chúng ta đổ vào. Và chúng ta sẽ đậy nắp lại và trong vòng khoảng 15-20 phút sau thì cô bác chị mình có thể sử dụng được rồi. Bao nhiêu đó là chúng ta sử dụng một ngày trên một người. Còn nếu khô thì chúng ta sẽ bỏ 50g khô vào trong một cái bình. Chúng ta nấu hơn 1 lít nước một tí và chúng ta đổ một ít vào và chúng ta lắc rửa trà và chúng ta đổ cái nước đó ra vỏ. Và chúng ta đổ 1 lít nước sôi vào và chúng ta để trong vòng 15-20 phút sau và chúng ta sẽ lấy cái nước đó chúng ta uống trong một ngày trên một người. Thì khi mà chúng ta sử dụng như vậy thì những cái vấn đề như hồi nãy Hải đã chia sẻ, khi mà chia sẻ cái hình ảnh cây trà vàng này cho các bạn chị mình đó, nó sẽ hỗ trợ rất là tốt. Thay vì chúng ta uống trà bình thường thì chúng ta uống trà vàng này thì nó sẽ rất là tốt cho quý cô anh chị mình. Ngoài ra trà vàng này nó còn rất tốt cho người bị đau dạ dày hoặc viêm đường ruột, uống cũng rất là tốt ha. Thì chúng ta uống sau khi ăn cũng được ha, ăn xong chúng ta uống thì tốt nhất ha. Đó, hoa trà vàng này rất là thơm, nó cái này nó thuộc họ lài cho nên là nó thơm cái mùi hoa lài. Và khi mà chúng cái trà vàng xẻ này nè, khi mà chúng ta nấu trà thì nó sẽ có ra cái màu xanh vàng vàng. Còn cây trà vàng trâu á, như hồi nãy Hải chia sẻ đó, thì chúng ta nấu ra thì nó màu đen sậm và nó không có mùi. Riêng cái trà vàng xẻ này á thì chúng ta nấu trà ra nó rất là thơm đó. Trà vàng núi thì nó cũng thơm nhưng mà công dụng của nó thấp, giống như trà vàng trâu lá bự. Bởi vậy cho nên là trà vàng xẻ này người ta thường hay sử dụng nhất ha, hay sử dụng nhất bởi vì khi nấu trà ra nó rất là thơm đó. Và công dụng của nó là cao nhất tập trung ở trên lá này nha. Bộ phận sử dụng là toàn thân nhưng cái lá này là công dụng cao nhất. Nếu nhà chúng ta trồng, chúng ta có thể suốt cái lá không chúng ta sử dụng. Nếu mà chúng ta mua thì người ta sẽ bán cây luôn cho chúng ta, bởi vì chúng ta mua ký mà, mua kg mà, người ta bỏ cây vào cho nó nặng. Thì Hải không cung cấp dược liệu, Hải không kinh doanh từ xưa giờ và Hải không tư vấn qua số điện thoại, Hải không mua hộ. Nếu của bán chị nào cần loại trà này thì cứ đến những cái tiệm thuốc nam hoặc là trên mạng gì đó của bán chị mình mua ha. Đặc biệt rất tốt cho người cao tuổi, bởi vì như Hải đã chia sẻ nó điều hòa huyết áp, rất tốt cho người huyết áp cao và nó phòng chống sơ vữa động mạch. Phòng chống sơ vữa động mạch đồng nghĩa với lại phòng chống đột quỵ và tai biến. Bởi vì cái sơ vữa chúng ta lớn nó chèn ép mạch máu, bị nghẽn ở tim,
Nhưng khi mà nó nghẽn quá thì nó bị bể, bị vỡ. Nghẽn ở não cũng vậy, người ta còn hay gọi là đột quỵ tim hoặc là xuất huyết vỡ mạch máu não đó. Như vậy thì khi chúng ta sử dụng trà vàng này thì nó sẽ phòng ngừa được những vấn đề đó. Thay vì chúng ta uống nước bình thường hoặc uống chè bình thường hàng ngày thì bây giờ của anh chị mình uống chè vàng này thì rất là tốt ha. Nếu của anh chị nào có đất á, như trồng như Hải nè, cứ mua 1-2 cây về, có vài chục ngàn một cây thôi, mua 1-2 cây về là chúng ta trồng dạng dây, dây thân, dây mà dây thân gỗ đó, lâu năm nó sẽ, cái dây này nó sẽ cứng, nó hóa gỗ. Nhưng mà loại này thì nó sống lâu năm được, trồng ở trước nhà nó thơm lắm, cái mùi thơm nó là mùi thơm hoa nhài á, và vừa trồng làm cảnh được, lấy mùi thơm được, và chúng ta làm thuốc được luôn thì nó sẽ rất là tốt. Thường thì Hải chia sẻ đó, Hải làm video không phải là để làm một cái video hay, nhưng mà Hải chia sẻ đó là Hải muốn được một cái bài thuốc hay để chia sẻ lên vui của chị mình. Bởi vì Hải không phải là một người quay video chuyên nghiệp, cho nên là video của Hải không hay. Hải là một người nông dân, cho nên lời ăn tiếng nói nó còn hơi bị lủng củng, dài dòng. Nhưng chủ yếu Hải chia sẻ lên đây là để cho cô bác chị mình có được một bài thuốc hay để cô bác chị mình tham khảo. Thực sự ra người nào đang bệnh cần thì rất là quý, rất là cần sự cặn kẽ và chi tiết. Còn những người nào mà không bị bệnh vào xem thì thấy video rất dở, rất dài dòng thì cô bác chị mình thông cảm ha. Nhưng Hải xin chia sẻ rằng khi cô bác chị mình đi ra mua thuốc, một vỉ thuốc để trị bệnh, cô bác chị mình cần cái vỏ, cái vỉ thuốc đẹp, hay là cần cái chất lượng của viên thuốc ở trong vỉ thuốc đó hay. Nếu vỉ thuốc đẹp mà chất lượng viên thuốc không hay thì có nên mua không? Nếu vỉ thuốc xấu nhưng chất lượng cái viên thuốc ở trong cái vỉ thuốc xấu đó tốt thì cô bác anh chị mình có mua không? Đó. Video Hải á, thì Hải không phải là chuyên nghiệp cho nên nó hơi dài dòng và nó không có bắt mắt. Hải là nông dân cho nên là tiếng nói của Hải, lời ăn tiếng nói nó còn lủng củng, không hay, không lọt vào, dễ lọt vào lỗ tai của chúng ta. Nhưng Hải luôn chọn những bài thuốc đơn giản nhưng chất lượng cao tốt để chia sẻ lên cho quý bác chị mình, giúp đỡ những người đang bị bệnh hoặc cần tham khảo. Còn những người nào không cần tham khảo, xem cho vui thì vào tự nhiên thấy video của Hải rất là dở, cũng thông cảm cho Hải ha. Rồi thì cũng đã xong, thì của video Văn Hải chúc quý anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn luôn thành công cuộc sống ha. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bây giờ xin chào, xin hẹn gặp lại quý anh chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào video tiếp theo.